Rồi ok, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em new buy cách build ba cái con mic thích này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cách kiếm bốn cái nguyên liệu để mà summon cái con hero này nhé. Thì đầu tiên nguyên liệu đầu tiên là cái tiền cơ bản này. Cái tiền cơ bản này thì anh em đi cái content nào thì nó cũng sẽ cho cái tiền này hết. Tiền này dễ kiếm nhất rồi. Và đầu tiên đòi cái tiền màu tím này thì anh em đi PVP là đi đánh rank nữa, đánh các thể loại rank. Nhưng mà cái này thì nó hơi khó kiếm, thì để mà kiếm dễ nhất thì anh em sẽ kiếm trong cái này, kiếm trong cái này. Anh em đánh bot thì anh em đổi, anh em đổi nó ra thì nó dễ hơn, còn mà đánh trong rank thì kiếm hơi lâu. Rồi cái này nó ghi là từ challenge gun mod. Challenge gun mod là cách đơn giản nhất là anh em cứ vào đánh rune này, anh em auto nó ra thôi anh em. Rồi nguyên liệu cuối cùng là nó ghi là từ từ cái quay hero đó, nghĩa là anh em quay tất cả các thể loại này, exalted này, legend này, 5 sao này, legend 5 sao ở đây thì nó đều ra cái nguyên liệu này hết. Thì nói chung chỉ có cái nguyên liệu này là nó khó kiếm thôi, còn đâu ba cái này thì rất là dễ kiếm nha anh em. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ vào con hero đầu tiên, con hero Icelok. Thì cái skill đầu tiên thì con này nó sẽ đánh 2 lần, và khi mà có mộ trên bản đồ thì nó sẽ được nhận cái buff này, buff tăng chỉ số đây. Thì khi em nâng max skill thì nó tăng 30%, và đồng thời thì con này nó sẽ được tính là cộng thêm 2 warrior, nghĩa là một mình con này nó sẽ là 3 con warrior. Thì để mà dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ vào đây. Ok, thì như anh em biết thì đâu nhỉ, đây cái con này để mới kích hoạt skill con này thì cần tới 7 con warrior, nhưng mà đây thì chúng ta chỉ cần thêm 4 con thôi. À, tại sao 4? Tại vì con này nó cộng thêm 2 là bản thân nó là 3 rồi, thì nó cộng thêm 4 nó là 7. Thì hai slot cuối cùng thì anh em có thể thêm 2 con dép vào, hay là con gì đó cũng được. Đấy, rồi ok, vào xem nó có bút không nha. Ok, có bút aura rồi nha. Đấy. Thì đấy là cái công dụng của cái cộng 2 warrior này. Rồi, tiếp theo là cái công dụng khi mà có mộ thì nó sẽ tăng 30% chỉ số này. Thì anh em cùng mình theo dõi các chỉ số của con này nó tăng như nào nha. Rồi có mộ, anh em thấy nó tăng chỉ số không ạ? Đấy, 3 mộ. Đấy, các chỉ số này em thấy cái này nó tăng tăng số này, 5 này, nó các chỉ số nó đều tăng lên hết này. Rồi thì ở đây có một cái lưu ý là cái con này nó chỉ nhận mát, dù nó tăng lên bao nhiêu thì nó cũng chỉ giới hạn là 400% cái lượng đam cơ bản. Nghĩa là cái số đam mình nhân 4 lên này, nhân 4 lên nó hết cỡ rồi. Thí dụ mình sẽ kèm một con support vào. Kèm một con support vào.
Đấy, thì cái chỉ số này khi mà nó mát thì nó sẽ không tăng nữa, thì nó chỉ tăng cái credit down thôi. Đấy, mát 4 3 300% này. Thì nó không tăng nữa, dù có mộ bao nhiêu nó cũng không tăng chỉ số tấn công nữa. Mà tăng cái chỉ số credit down này, đấy, lên 700. Đấy, 791 rồi, ok. Rồi thì cái skill này thì không thể xóa được và nó sẽ tách với nhau. Rồi tiếp theo skill tiếp theo thì đầu tiên là chúng ta sẽ có các build dựa dựa theo skill 2. Đấy, chúng ta chơi skill 2 như nào thì các skill sau nó sẽ mình sẽ pick theo cái skill thứ hai nhé. Skill thứ hai là nhân tố quyết định lối chơi. Thì đầu tiên mình sẽ vào skill đầu tiên. Sao nhỉ? À, khi mà đồng đội có mộ của đồng đội, nghĩa là đồng đội chết đó, và nó tạo mộ thì nó sẽ được nhận hai cái buff này. Hai buff này thì tăng giáp ảo dựa trên lượng tấn công và nó sẽ counter direct damage. Đấy, khi mà bị đánh nó sẽ counter direct damage. Và cái skill này không thể bị xóa này. Không thể bị xóa. Skill này thì sao? Skill này cũng không thể xóa luôn và không thể reset thời gian. Và nó có thể cộng dồn được. Cộng dồn nghĩa là cái lượng giáp của nó có thể tăng vô hạn. Cái này cũng thế. Nó cộng dồn được nghĩa là nó nhận ví dụ có hai mộ thì nó phản 2 lần đam, 3 mộ thì nó phản 3 lần đam. Còn cái này nó có càng nhiều mộ thì lượng giáp ảo nó càng càng to. Đấy, mình sẽ test cho anh em xem. Ok, thì chúng ta cần một cái con vào để chết. Rồi. Rồi anh em sẽ theo dõi này. Đấy, khi 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 mà có mộ thì nó sẽ có một lượng giáp ảo này anh em. Đó, và kẻ địch đánh vào thì nó sẽ bị phản đam chết. Còn mà sao nó kêu nó sẽ tách được mà à. Effect có thể được cộng dồn. Ủa, sao nó không cộng dồn nhỉ? Chắc lại đây. Để test lại nha anh em. Sao nó vô lý nhỉ? À, cộng dồn số mộ của đồng đội bị nhầm rồi. Lỗi kỹ thuật. Rồi, ok nha. Một mộ này anh em để ý cái lượng giáp với lượng này nha. Sao con này nó không chết? Heo gà đây. Rồi anh em thấy lượng giáp nó tăng chưa? Rồi nó cộng dồn này, ba cái này. Rồi nó đập vào này. Lượng phản đam to quá. Nhưng mà nói chung nó có ba cái nó phản 3 lần đam thôi anh em. Nó lượng giáp nó to tăng lên này. Rồi, thì đó là skill thứ hai. Để mà đi theo hướng skill phản đam này thì anh em cần cần con này nó trâu. Tại sao nó trâu? Nó trâu thì nó đỡ mất cái giáp ảo hơn.
Thì để mà nó trâu thì như skill này với skill tạo cái gua này là hai skill ngon nhất đi với nó. Sau cùng là cái skill này. Skill này nó có giảm 70% incoming damage này. Theo thứ tự mạnh nhất thì sẽ là cái vua này nhá, cái vua này mạnh nhất này. Sau đó đó đến cái này. Và sau đấy cùng mới đến cái immunity và cái này 34 tool. Cái này tận 54 tool này. Thì nó sẽ kéo dài lâu hơn anh em. Cái skill này thì nó được vĩnh viễn. Đó. Thì mỗi cái nó có cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Còn cái này thì không có lấy được nha anh em. Không không có lấy. Đó, skill thứ hai sẽ đi kèm với một trong ba cái skill này. Còn cái skill cuối thì cái này cái gì đây? Thì đấy. Skill cuối thì ngoại trừ cái đầu tiên này là không không được lấy ra. Thì nó sẽ đi kèm được với cả ba cái này luôn. Cái này cũng ngon. Cái này nó cũng ngon luôn. Nhưng mà chắc là ngon nhất là cái này. Tại vì sao? Tại vì cái này nó sẽ kích hoạt theo mộ của đồng đội. Mà cái skill này nó cũng kích hoạt theo mộ của đồng đội luôn. Thì ví dụ mà anh em kích hoạt cái skill này thì nó cũng kích hoạt cái skill cuối này luôn. Thì đây là skill ngon nhất đi cùng với skill 2 này. Rồi ở Mad River thì anh em sẽ có 26 tool. Thì cũng khá là lâu. Và cái skill này nó có thể cộng dồn được. Nghĩa là đồng đội của anh em chết càng nhiều thì cái này nó sẽ càng nhiều. Càng nhiều thì nó đánh ra nó sẽ được nhiều dòng đam hơn. Nó gây đam nó khủng khiếp hơn. Thì nó cộng dồn được. Còn cái skill này thì anh em đánh thì em sẽ có tau trong vòng 12 tool. Thì cứ trong vòng 12 tool đó thì cái đích nó đánh vào con này thì nó tự bật ngựa nó chết thôi. Thì hai cái này sẽ là ngon nhất. Thì cho xui anh em lấy được cái này thì cũng được, cũng không sao. Nhưng mà sẽ ngon nhất là hai cái skill cuối này. Rồi, đó là skill đầu tiên của skill 2. Tiếp theo là cái skill này. Thì skill này thì sẽ là skill cùi nhất trong đám. Thì nếu như em lấy trúng cái skill này thì anh em nên chờ và anh em đổi, anh em quay cái skill khác. Thì ví dụ như em quay skill thì em skill Rezone này. Đâu nhỉ? Đấy thì em mở khóa cái con khác ra anh em nhét vào. Anh em lấy cái skill khác. Tại vì skill đấy nó không ngon, nó không ngon bằng mấy cái skill khác. Rồi, tại vì nói chung thì nó cũng không phê lắm, tại vì nó có thể cộng dồn được. Nó cộng dồn được thì đồng đội chết càng nhiều thì con này đánh lượng đam càng kinh. Nhưng mà đồng thời nó xóa búp, nhưng mà nó cứ phê phế của gì ấy nha. Ví dụ em cần một cái con chỉ đơn giản là gây đam không thì có nhiều con nó sẽ làm tốt hơn. Skill này tạm thời là nó phế, nói chung tạm thời thôi. Còn tương lai thì chưa biết. Rồi, skill này tạm thời bỏ qua nha. Tiếp theo tới skill này. Thì skill này thì nó sẽ đi cùng với một combo duy nhất thôi. Một combo duy nhất. Đây anh em, đây là skill combo duy nhất của nó. Đây skill 2.
Skill 2 thì khi mà các bạn giết được người ấy, thì nó sẽ tăng một lượng giáp ảo lên. À, tăng lượng giáp nhiều ấy nha. À, đồng thời nó sẽ có thêm lượt vào, thêm lượt đánh vào ở cuối đâu. Thì mình sẽ test luôn cho anh em xem. Một con tay. Ok. Đấy, anh em được thêm lượt ở cuối lượt đánh này đó. Cứ giết được người là thêm một lần đánh. Đấy, nhưng mà lúc cuối này đánh thì nó sẽ không có tính nữa. Đấy, là nó sẽ không có cộng thêm nữa. Đấy, đây là tác dụng của cái chiêu 2 anh em. À, rồi, cái chiêu này thì bắt buộc nó phải đi với cái immunity này. À, tại vì nếu không có cái immune này thì nó sẽ có thể bị khống chế này, bị charm này. Thì tại vì con này nó thuần thuần tấn công nghe, thì nếu như mà bị charm thì rất là nguy hiểm. Đồng thời cái skill này nó có in con tàu nữa thì rất là ngon. Rồi con này thì sẽ đánh xuyên đẹp xuyên vua. Đây là combo thường thấy thì mọi người đều xài cái combo này hết. Đây combo thuần tấn công nhé. Còn ví dụ cái cuối nó đi với cái này thì nó phải có máu này. Thì nó không có đi được, con này nó thuần tấn công anh ạ. Phải build attack, còn con này nó phải cần mộ của đồng đội. Thì cũng không được, còn con này thì skill cuối này thì nó không có đam. Nên nó chỉ có thể đi cùng với skill này thôi. À, ví dụ anh em quay được skill 2 và skill 3, 4 rồi. À, skill này không có immune thì có thể lấy tạm cái skill này, đi cùng skill này cũng được. À, một trong hai skill này. À, bắt buộc phải có immune attack interface hoặc là immune debuff. Rồi, tới cuối con cuối cùng, skill cuối cùng. Skill cuối cùng thì lại qua đây giải thích. Skill cuối cùng thì ở SS ấy, thì trong vòng 13 tuần đầu thì anh em không không có đánh được. Và anh em sẽ chuyển cái tool cho đồng đội tiếp theo. Đây. Và anh em chỉ nhận mát incoming dam là 9% máu. Đây anh em, đấy, đánh chỉ mất 9% máu. Và anh em pass lượt cho đồng đội luôn, đấy. Đáng ra con này là đi đầu đúng không, nhưng mà nó không. Nó pass lượt cho đồng đội luôn. Nghĩa là trong 13 tuần đầu thì anh em có khả năng pass lượt cho đồng đội. Thì cái công dụng của pass lượt này thì anh em có thể giúp né được cái thẻ charm này anh em. À, đây. À, ví dụ như kẻ địch sử dụng cái này này. Charm mà kẻ địch đánh sớm nhất này. Thì anh em có thể cho cái con này nó đi đầu. Nó đi đầu thì nó né được cái charm đấy. Và nó pass lượt cho đồng đội. Rồi. Tiếp theo là cái gì nhỉ? Cái lượt này là bao nhiêu đây? Khi mà có mộ thì cái thời gian của cái skill được kích hoạt này sau sau 13 tuần, sau 13 tuần thì nó sẽ kích hoạt cái skill kiếm này, thì em sẽ được feed HP. Feed HP thì nghĩa là không bị mất máu luôn, nghĩa là direct dam hay là tất cả mọi thể loại dam thì nó không gây chết được con này được. Thì mỗi khi mà có mộ trên bản đồ, mộ bên nào cũng được. Đúng ta. Đúng rồi, mộ mộ nào cũng được. Thì nó sẽ tăng thêm 5 tun. Thêm càng nhiều mộ thì
cái thời gian này nó càng lâu. Ok, test cho anh em xem nha. Rồi, ví dụ sau 13 tôn. Để xem. Đấy, sau 13 tôn được được cái mộ nào. Đấy, 8 7 6 5 4. À, chết luôn rồi. Rồi thì đó, à, sau 13 tuôn mà nếu như anh em mà không có cái mộ nào trên bản đồ hết thì anh em sẽ bị nhận đam. À, cái đam vừa rồi là bọn này nó đam từ đầu ra đây. Thì nói chung mà không có mộ nào thì anh em sẽ chết nhá. Thì sẽ bị nhận đam mà chết ạ. Rồi bị để đánh chết rồi. Rồi tiếp theo. Rồi cái skill kiếm này cái dòng này nghĩa là ví dụ anh em mà bị cấm bút ấy, thì vẫn kích hoạt được cái chiêu này luôn, không thể reset thời gian hiệu ứng. Không thể xóa. Nhưng mà có thể counter cái skill con này là bằng cái con Lain này, nó có cái skill giảm cái thời gian buff này, thì con này sẽ bị giảm cái thời gian buff xuống, thì đấy là cách counter con này nhé. Hoặc là Legend Angelica này, đây nó có skill giảm bút này, thì hai con đấy là con counter cứng của cái con này. Thì đó, thì cái dòng này nó chỉ quan thì ví dụ em chơi chơi cái này thì em mát cái skill này, mát skill này trước, mát S lên trước, rồi sau đó là mát cái này. Thì skill sứ cuối này thì nó sẽ đi kèm tốt với skill war này nhất. Nói chung là các skill giảm đam. Nói chung ngoại trừ skill 3 này ra thì cả ba cái này đều ngon. Đều đều tốt hết. Rồi tới cái cuối thì cũng như vậy thôi. À, ngoại trừ cái skill này ra thì cả ba cái này đều có thể xài được hết. Thì cái này thì nó kích hoạt tàu lên. Thì tàu vào con này nó lúc mà bật được thánh kiếm lên thì nó tàu lên thì cũng rất là ngon đấy. Và cái này gây đam này, cái này gây đam cũng ngon luôn. Đấy, đấy là cách lấy skill của cái con Icelok. Rồi qua con tiếp theo là con Eda. Thì con Eda thì dù bạn là chơi theo tem Mage hay tem Warrior thì đều nên lấy một con Eda nha. Đầu tiên một con Eda. Một con Eda có cái skill này. Một con Eda có skill 4, skill cuối. Thì skill này thì giúp con này nó miễn nhiễm debuff và nó tanh, tanh rất là trâu. Thì nó nhận đam tối đa nhận vào nó chỉ 5% máu thôi. Thì nó giúp con này rất là trâu. Rồi quay trở lại mục chính là sẽ nói từ đầu từng skill một. Thì cái skill này thì khi mà kẻ địch đánh vào đồng đội này, hay là đồng đội khi mà đồng đội đánh kẻ thù này, thì nó đều kích hoạt
cái chạc này hết. Thì khi mà đủ lượng chạc này á thì nó quay ra nó gây direct đam lên kẻ địch. Ví dụ support thì gây 175, khi tấn công và support đấy, khi mà kẻ thù tấn công mình á, thì nó sẽ bị khi mà nó đủ số lần chặt này thì nó nhận đam này dựa trên lượng tấn công của kẻ địch. Rồi tiếp theo là khi mà đồng đội đánh vào kẻ thù mà khi mà đủ số chạc á, thì nó gây ra lượng đam từng này. Thì skill này thì nó xuyên debuff luôn, nó xuyên debuff luôn ra. Cái này special chắc xuyên debuff hay sao, lâu quá không nhớ. À, nhưng rồi ok, vào test cho anh em xem nhé. Thì anh em thấy là nó sẽ gây đam dựa theo lượng tấn công của kẻ thù. Thì cái kẻ thù nó thì thường là mấy con tanh thì nó máu trâu mà lượng đam nó bé, thì thường là anh em gặp tem tanh thì chiêu này nó không tác dụng mấy. Thì anh em gặp tem Maze hoặc tem Warrior thì nó tác dụng hơn. Rồi ok. Rồi đây anh em thấy kẻ địch nó bị nhiễm cái này. Anh em thấy nó một này. Là chạc một đó anh em. À, trong vòng 17 tun. Thì ví dụ nó kích hoạt được hai chạc là nó bị nhận đam. Đó anh em thấy đam đi đấy không? Nhưng mà đam nó bé quá anh em không có thấy đâu. Rồi đây để sẽ để ý mấy cái con này nó đánh vào cái con tanh nha. Đó anh em thấy không, nó bị phản đam này đó. Thì khi mà nó đủ hai lần chạc thì nó sẽ bị nhận đam đó. Rồi đấy là skill đầu tiên. Rồi tiếp theo vào skill này. Skill này thì anh em sẽ boost một lượng giáp ảo cho đồng đội dựa trên máu tối đa của đồng đội 150%. Cái này là cái gì ta? Này mình cũng không rõ cái này là cái gì nữa. Nói chung nó bút giáp ảo nha anh em. Hiểu đơn giản thôi. Rồi, skill này thì sẽ đi tốt với những cái skill nào? Sẽ đi tốt nhất với cái này nha anh em. Đi tốt nhất với cái này. Skill này là đi tốt nhất trong mọi trường hợp luôn. Tất cả luôn, đi tốt. Cái skill này là tốt nhất. Còn ba cái này đơn giản là búp đam thôi. Cái này búp crit đam 175%. Đấy. Thì nói chung là tốt nhất với cái này. Còn nếu như lấy phải cái nào thì cũng được hết. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên lấy cái crit đam với cái đầu đầu tiên này hơn. Cái này thì nó đa dụng. Cái này thì sẽ không được ưu tiên lắm tại vì anh em biết là cái lượng đam tối đa thì nó chỉ có giới hạn thôi. Nó có giới hạn thôi thì các con support khác nó có thể tăng lên được. Còn cái lượng crit đam này, này thì nó vô tận thì nó sẽ đa dụng hơn. Thì tốt nhất vẫn là cái skill này. Rồi
Tiếp theo thì nó có thể đi với tất cả các skill này luôn, skill nào cũng được hết. Tại vì cơ bản khi anh em lấy cái này thì nó sẽ là thuần buff, thuần là một con support buff, thì tất cả các skill nó đều tốt, đều đều ngon hết nha. Rồi tiếp theo là cái skill này. Skill này thì khi em có 7 con Mage thì nó sẽ được delay cái đam nhận vào. Đây qua đây cho anh em xem. Support. Đây có một con cho anh em test. Mage. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con. Ok. Thì khi mà anh em có 7 con Mage thì khi em có 7 con Mage thì đây vào test cho anh em xem là biết. Rồi thì đầu tiên nó sẽ đánh là anh em sẽ không mất máu, đánh kiểu gì cũng không chết. Ok chưa? Đánh kiểu gì cũng không chết. Thì khi mà tới lượt con này thì nó mới chết. Anh em để ý này. Khi mà tới lượt của cái con này ấy, thì nó sẽ, ví dụ mà nó bị đánh rồi thì nó mới chết nha. Đấy, trong vòng 27 tuần này. Đấy, khi mà đánh thì nó sẽ không bị sao hết. Nhưng mà sau khi mà lượt sau ấy, khi tới lượt ấy, này tới lượt này nó nhận đam này, đó. Đấy, anh em hiểu không ạ? Thì nghĩa là trong vòng 99 run thì nó, cái con Mage nó bị đánh kiểu gì này thì nó cũng không có bị chết. Nhưng mà sau cái khoảng đấy mà tới lượt của nó thì nó sẽ nhận cái đam mà nó từng được bị đánh vào. Thì trước đó nó bị đánh từng nào đam thì nó nổ một phát, một lượng đam khủng, một lượng đam cực kỳ lớn luôn. Rồi thì ví dụ mà sau khi mà nó nổ đam mà nó không chết thì cái lượng tính đam nó sẽ giảm về không. Thì nghĩa là nó sẽ tính cái lượng đam nhận vào từ đầu á. Với điều kiện là nó không chết nha. Thì cái ứng dụng của cái skill này thì nó sẽ thiên về vui qua nhiều hơn. Vui qua thì ví dụ như trong vui qua anh em gặp mấy cái con mà nó chuyên đánh đầu hoặc đánh skip thì anh em tanh này, em tanh hết lại. Nó cho mấy con tanh. Và những cái con tanh thì anh em sẽ cho đi ở lượt lượt cuối. Đi ở lượt cuối. Thì khi mà ở cuối đâu hai thì con này nó mới nổ đam nó chết. Đấy. Thì ứng dụng trong vui cua thì những con này nó sẽ được đánh đầu tiên, còn những con này nó sẽ tanh. Nó tanh hết. Thì với điều kiện bắt buộc là cái đám này nó phải giết hết đối thủ. Còn nếu như không thì đợi hai con này nó tanh nó chết thì bọn này nó vả được bọn này thì cũng khá là toang. Đấy. Thì nói chung đơn giản thế thôi. Nhưng mà khi mà anh em gặp cái tem mà nó có thể đánh đánh skip, đánh back, đánh tùm lum chỗ được, cái phạm vi đánh nó to thì cái skill này nó sẽ không có hiệu quả mấy. Nó chỉ hiệu quả khi mà đối thủ sẽ đánh skip rất là nhiều. Nói chung là anh em có thể xài một hai con mà anh em có thể tank hết tất cả tem địch ạ. Thì skill này nó sẽ rất là mạnh, đi với Mage cực kỳ mạnh luôn. Thì anh em nào chơi tem Mage thì nên có một con nha. Thì skill này thì nó sẽ đi vẫn là tốt nhất với cái này. Đấy, còn không có thì đi với ba cái này đều được hết. Ở dưới thì cũng như thế, cái nào cũng được hết, nhưng mà ngoại trừ cái này ra. Ok chưa? Nhớ nha. Ngoại trừ cái skill này ra. Còn đâu thì ba cái này đều ok hết.
Tại sao lại ngoại trừ cái này ra? Thì tại vì cái con này nó phải chết, cái con Eda này nó phải chết thì nó mới kích hoạt được cái skill này. Nhưng mà khi mà anh em qua đây á, thì anh em cho con này nó tanh đầu luôn đi thì nó cũng không chết. Nó không chết đấy, anh em thấy không, nó đâu có mất máu đâu, thì nó cũng có được kích hoạt cái này này đấy. Kể cả anh em lắp con Helga hay là con tanh vào nó cũng thế nha. Ấy đấy. Anh em hiểu cái vấn đề không? Vấn đề là cái skill này nó bắt con này phải chết, nhưng mà cái skill này nó làm con này nó không có chết được đó, vì vậy nên là không có đi kèm cái skill này được đấy. Cho anh em thấy nó đánh vào heo ga, heo gạo không chết luôn ấy. Ủa sao heo ga chết này, lạ này. Ok, sorry sorry. Ok, thì cái con heo ga này nó bị đánh nó bắt buộc phải chết rồi. Ví dụ con tanh đi, con tanh thì đánh nó cũng không có mất máu luôn. Hình như là bị lỗi kỹ thuật rồi. Đủ 7 con ma rêu thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi, chết tiệt. Ok lại nha. Đấy thì con đẹp thì nó cũng được nhận cái này luôn, thì con đẹp nó cũng không mất máu. Rồi, đó là lý do tại sao mà không nên đi kèm với skill này. Rồi thì đồng thời anh em lấy cái skill này thì cũng không nên đi kèm với skill này. Chung hai cái skill này nó sẽ không đi cùng được với nhau. Và cái skill này nó cũng không đi cùng với skill này được luôn. Đấy. Cái skill này thì nó sẽ đi một combo riêng, một combo là skill này với cái búp này. Cái này vẫn là tốt nhất, còn không thì lấy một trong ba cái này đều được. Đó, sau đó là cái một một trong hai cái này, một trong hai skill này, nhưng mà tốt nhất vẫn là cái skill này, nó búp lên cho toàn team. Còn cái này nó phản, nó chỉ phản được một đứa thôi thì nó không có ok. Thì skill tốt nhất là skill 1, skill cuối này với skill này. Thì đấy là combo mà anh em muốn là con Eda này nó chết. Nó chết và nó gây đam. Rồi mình sẽ nói chút về skill này nha. Video này khá là dài nha. Anh em chịu khó xem nhé. Khó xem thì mới hiểu hết được. Rồi ok, ở đây thì chúng ta cần cần là con Eda nó chết. Ấy ấy, nhầm nhầm. Chúng ta cần là con Eda nó chết. Ok. Một con ma dê. Sao ok. Rồi. Mong sao con này nó chết được. Rồi anh em nhìn nha, con này nó con Eda, con Eda nó chết một cái là con này nó có thể đánh luôn. Là nghĩa là nó biến thành một con warrior. Nó có thể đánh trong round 1 luôn. Rồi, chuẩn bị tới tới lượt này. Đó. Đấy. Đó, ok cho anh em. Thì đấy là công dụng của cái skill này nha. Nó nghĩa là nghĩa là con này nó chết một cái là toàn tất cả các con Maze thì nó có thể đánh được luôn. Nghĩa là nó biến thành warrior đó.
À, tất nhiên thì nó chỉ được một lần thôi nha. Rồi tiếp theo là skill này rồi đúng không? Skill này thì em sẽ chuyên đi bot. À, ví dụ em lấy skill này thì em sẽ không có úp skill này. À, đâu nhỉ, lấy một ví dụ này. À, lấy ví dụ là cái con đi bot của mình đi. Con này là chuyên đi content đánh bot nha. Con này rất là cần thiết nha anh em. Thì anh em sẽ không có úp cái skill này, em thấy anh em mình để E này. Mình chỉ úp ba cái skill còn lại thôi. Và ưu tiên úp skill này mát đầu tiên. Thì đây là skill chuyên đi bot. Đấy. À, chuyên đi bot thì nó giảm chỉ số của bot này 160%, rất là lớn luôn. Rồi skill này nó sẽ đi tốt với nhất là với cái này. Còn em quay không ra thì lấy tạm ba cái này. Lấy tạm trước, sau này quay ra được tính sau. Rồi tiếp theo đấy, khúc này thì cũng khá là phân vân á. Ví dụ như anh em đi kèm với cái này thì này vào bot nó có đánh được không ta? Từ từ để mình quay ra mình test thôi. Ở đâu đâu nhỉ? Rồi thôi, dẹp đi. Thì nói chung ở đây thì mình đang cần một cái con đi bot mà nó đa dụng, anh em hiểu không? Một con đi bot nó đa dụng thì em né 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 cái skill này ra đấy. À, lấy skill 1 và skill cuối. À, skill cuối thì nó tăng agi lên, nó giảm đam. Thì agi thì nó giảm debuff của bot. Agi nó có tác dụng giảm đam này, giảm debuff của bot. Còn cái này đơn thuần là hồi máu. Thì hai cái này nó đều ngon, đều có chỗ xài hết. Đấy, skill này nó đi cùng với một trong hai cái này. Đấy, túm cái váy lại là thế. Rồi, tiếp theo. À, là skill này. Thì mới nãy mình nói là cả Wire và Mage đều cần một con như này. Tại vì sao? Tại cần con này nó tanh. Nó tanh. À, nó sống lâu thì đồng nghĩa nó kích hoạt được cái chiêu này. Đấy. Thì ví dụ em muốn con support nó gây đam bằng cái chiêu này á, thì em cần con này nó sống lâu. Sống lâu thì bắt bắt buộc phải lấy skill này. Đấy. Rồi tiếp theo là lấy cái này là tốt nhất, không được thì em lấy ba cái còn lại. À, tiếp theo thì vẫn là skill này hoặc skill cuối. À, còn không thì lấy chúng cái này cũng được. À, xui xui lấy chúng cái này cũng được. À, nói chung né né cái skill này ra là thôi, né cái này ra thôi. Còn lấy một trong ba cái này đều đều được hết nha. Đấy, nói chung quan trọng em lấy cái skill này thì quan trọng hai cái skill này. Tốt nhất là nó để đến đi cùng với nhau. Còn cái cuối này thì không quan trọng. Đấy, chỉ cần né cái này ra là né cái skill này ra là được. Đấy, rồi ok, đó là cách build con Eda. À, nói mỏi mồm rồi. À, video dài quá. Mỏi mồm uống nước ấy. Nói gãy lưỡi. Ok, vào skill đầu tiên. Skill đầu tiên là sau đây cho main target thì với sau bạn cách sẽ number optimal chứ. À, cái này mình không nhớ là bị đánh vào vào test thì vào test thì vào test thì chứ đọc là không nhớ không. Ok, thì còn đây đây vào đánh để xem lại. Là sao nhỉ? Sao nó lại lạ nhỉ?
Rồi, ok, đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu. Rồi, ok, anh em. Thì cái skill này thì khi mà vào trận á, anh cái con main target này, ở đây là cái con skip, thì nó chỉ ấy được một đứa thôi. Thì cái con này, cái đứa này nó sẽ bị dính cái debuff thanh kiếm này. Cái debuff thanh kiếm này thì mỗi lần mà con Eda nó bị đánh á, Eda bị đánh hay là con Eda nó đánh, thì nó khi mà đủ 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 số lần đánh này, ở đây là 6 lượt, sau khi đã 3 lần sau cộng S nó tăng lên là sao ta, lâu quá rồi không nhớ rồi. So what Vanna and à rồi 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 ok đây thì tại thì giải thích cho anh em là tại sao khi mà anh em nâng S lên á, nâng S lên thì nó sẽ tăng số lượt này. Thì khi mà kẻ thù đánh vào con Eda á, thì mỗi lần đánh á, thì nó sẽ giảm đi cái số này đi một lượt, thì nghĩa là anh em nâng càng cao thì nó sẽ tăng lên 8 lượt, thì nghĩa là bọn nó đánh vào thì con này nó bị gây đam càng càng nhiều đó. Còn hết 6 lượt thì cái skill này nó mất cái sở tinh ma đi, thì mấy con này nó đánh vào thì cái con này nó sẽ không nhận sát thương nữa, anh em hiểu không? Thì nghĩa là nó càng lâu á, thì cái debuff trên con main target này nó càng lâu. Ví dụ kẻ thù nó đánh càng nhiều vào thì cái con main target này nó nhận sát thương càng nhiều. Đó. Rồi cái cơ chế chuyển sát thương này là như nào? Thì cái đam bay vào con Eda nó bao nhiêu thì nó sẽ chuyển hết vào cái con main target này. Đấy. Đấy, anh em này, vì tool Edam nhận vào từ Feria chuyển vào cái con main target. Đấy. Thì nghĩa là con này nó sẽ không nhận Edam. À, nó không nhận cái đam cộng thêm á, mà nó chuyển hết vào cho con main target. Đấy. Thì đồng nghĩa với anh em muốn giết con Eda này thì anh em cần một con tướng có lượng đam tay thật là to, có lượng clip đam thật là to, đánh mới chết được. Hoặc direct đam, để cái direct đam thì nó sẽ xuyên qua cái lùi tôn này, đúng ta, hình như direct đam đâu có xuyên đâu, đúng rồi, đi cái đi rách đạm không xuyên được, giống như kiểu con Jin á, giống kiểu con Jin. Đâu nhỉ, đấy cái chiêu của nó giống kiểu con này đấy anh em, đây rủi tun này, rủi tun enemy Edam này. Nhưng mà cái này là sau normal attack, còn còn cái chiêu con này nó không ghi là normal attack hay sao hết đấy. Nói chung đại loại con này nó có cái retool này nên là giết cái con này nó rất là khó nha, giết con này rất là khó. Thì để mà giết con này thì mình thường là mình lấy con thì cũng có nhiều con lắm, nó nói chung con nào đam đam tay nó to là đánh được rồi. Ví dụ như con này đánh được này, Alex này, mấy con đam to đánh được. Rồi nói sơ đấy thôi, nói nhiều cái video nó dài.
Rồi, hai cái này là sao đây? Đó, khi mà kẻ thù chết, phần apply to die. Đấy, khi mà cái con main target này, cái con mà bị dính debuff thanh kiếm này á, mà nó chết thì cái con Feria này nó sẽ được nhận thêm tool ở cuối lượt. Hoặc là khi mà cái hiệu ứng này nó kết thúc thì con này nó cũng nhận được thêm tool ở cuối lượt luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ cần cái con main target này nó chết này là anh em sẽ được nhận hai lượt ở cuối, ok chưa? Còn con main target nó không chết thì anh em chỉ được nhận một lượt ở cuối thôi. Test cho anh em xem nha. Đấy, em thấy thấy không? Thấy mỗi mỗi lần mà con này nó bị đánh này, đấy là nó nhận đam này, đó. Đấy là hết cái debuff thì nó sẽ không bị nhận đam nữa, nó đánh vào bình thường. Đấy, nó nhận được một lượt ở cuối này, đó. Rồi. Rồi đấy, đấy là cái skill đầu tiên. Skill này rất là mạnh. Nó có hai công dụng. Một là giúp con này nó trâu. Cái rủi tu này nó trâu. Cái thứ hai là anh em có thể giết cái con mà anh em ghét. Ví dụ anh em vào vui cua đó, anh em thấy cái con nào mà nó khó giết mà anh em ghét, anh em main target nó vào cho nó tự vả, nó tự lăn nó chết. Đấy. Thì công dụng của cái skill đầu là nó thế. Rồi tiếp theo chúng ta vào cái skill đầu tiên là đơn giản là sẽ búp một lượng giáp ảo dựa trên cái lượng tấn công. Thì khi mà con này nó càng trâu thì cái lượng retool này nó càng nhiều. Thì nói chung con này nó càng trâu thì nó cứ main target vào, rồi nó nhận đam, nó phản đam, rồi tới lượt thì nó gây đam. Đó, nói chung con này nó càng trâu thì nó càng kinh khủng nha. Rồi ví dụ con này nó không có support gì hết thì lượng đam cơ bản nó chỉ có 12.000 thôi. Thì khi mà vào trận thì nó lượng giáp ảo nó chỉ có 129.000. Đấy. Anh em nhớ là cái này khi battle begin thì nghĩa là anh em cần những cái con support mà nó có khả năng boost aura. Đây, đầu tiên là con này có một con thông dụng. Cái bút của con này thì phải có hai con ma dê, thêm một con ma dê nữa. Đấy, thì ví dụ con này nó ở đằng sau con này thì em thấy là nó sẽ không nhận được bút nha. Đó, tại tại vì sao? Đấy, tại vì cái skill của con này nó sẽ kích hoạt trước. Đấy, tại vì hai đứa đều là quen bắt tổ begin thì cái chiêu con này nó kích hoạt trước, tại vì nó đứng ở trước anh em, nó đứng trước thì muốn kích hoạt giáp ảo thì con này nó phải đứng đằng sau. Đấy, đây nó sẽ thấy nó khác này. Đây anh em thấy không, lượng giáp ảo 414.000. Đấy, tại vì chiêu con này nó kích hoạt trước thì kích hoạt sẽ theo thứ tự là từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Đấy. Thì anh em muốn cái lượng giáp ảo này nó to thì anh em quất hai con có aura vào. Đây. Con này có aura luôn đấy. Sao không không nhận? Qua cái kia ra. Thay con khác đi. Thay con khác. Đâu rồi? Đây, con này. Cái con triệu aura của nó thì cần 4 con ma dê.
thấy không? Lượng giáp ảo nó lên 500. Thì nó nói chung cái lượng đam đầu vào nó càng lớn á thì lượng giáp ảo nó càng to. Nhưng mà mát chỉ có 1.000% thôi. Thì anh em phải build con này áp check càng cao lên thì cái lượng giáp ảo này nó càng cao. Thì nó tối đa nó chỉ được từng này thôi anh em. Tại vì cái lượng tấn công nó mát nó chỉ thế thôi. Rồi, cái skill này thì nó sẽ đi tốt nhất với cái skill này. À, tại vì sao lại cái skill này? Tại vì nó có immunity. À, như em thấy thì con này nó không có immune. Thì immunity nó rất là quan trọng. À, đồng thời nó có ward nữa. Ward nó sẽ không nhận đam này. Có ward này. Rồi có boost dep. Đấy, quan trọng cái ward này này. Trong vòng 32 turn nó có vừa có immune vừa có ward. Thì nó giúp con này nó rất là trâu. Rồi nếu như không quay trúng cái này thì sẽ quay trúng, anh em sẽ nhận lấy tạm cái này. Cái này thì nó sẽ không có trâu bằng. Tại vì nó chỉ có giảm 65% incoming thôi. Còn cái này nó có gua, có gua là dạ, nhận không nhận đam luôn đấy. Thì cái gua nó mạnh hơn rất là nhiều. Thì ví dụ không trúng cái này thì em xài tạm cái này. Đấy. Thì nó đều có immune. Thì cái lợi của cái này nó immune là vĩnh viễn. Còn cái này immune nó chỉ có 32 tun thôi. Đó. Skill này đi tốt nhất với cái skill này. Thì em thấy là các top thì là người ta cũng lấy cái này không. Rồi skill cuối, skill cuối là skill này nhé em. À, tại vì sao cái skill này? À, em có thể thấy này. Skill này là nó add down. Nó không phải là dot mà nó là add down. Trong vòng 20 tun. 20 tun nghĩa là cứ trong 20 tun đấy nó gây đam liên tục. Attack nhân 55% hai lần. Nghĩa là cái tổng đam của nó rất là khủng khiếp luôn. Cái tổng đam anh em thì cứ lấy là lượng tấn công này. Lượng tấn công tính ra rơi anh em xem nhé. Ôi đây. Để mình xem lấy một ví dụ nha. 4 9 5 8 5. Ok. 4 9 5 8 5. À, nhân 55%. Là nhân 0.55. Đấy. À, lượng đam này nhân hai lên. Nhân 2. Tại vì nó gây đam hai lần mà. Đó, rồi nó 2 20 lượt và nó nhân lên 20. Đấy, ok, đây là lượng đam của nó. À, 1 triệu đam. 1 triệu đam. Rất là khủng khiếp. Rồi skill này thì không thể bị xóa này. Không thể reset thời gian hiệu ứng. Không sở tách đợt cái này. Đau đầu quá. Thì nói chung em sẽ hiểu là cái này nó là ad dam nên nó sẽ xuyên immune. Đấy, thì nói chung là nó counter rất là mạnh cái thể loại các cái thể loại như kiểu là con Eda này. Cái con mà châu châu mà mình nói đó. Đấy, như kiểu cái con này này thì nó cứ gây đam liên tục nữa thì con này nó chết dần thôi. Rồi tiếp theo là cái dòng này, cái dòng này là cái lượng cái này là cái nào? Cái này nó là đâu nhỉ? Ở đâu xong thấy là thì nói chung giải thích cho anh em dễ dễ hiểu là cái này nó tính là cái lượng đam mà con Ferelia này nó nhận.
và nó gây cho địch thủ là bao nhiêu á. Thì mình ví dụ nha, cái con này sao dễ hiểu thôi. Thì nói chung em cứ hiểu đơn giản là cái này là cái lượng đam mà nó bị đánh và nó đánh đối thủ thì nó cộng hết lại và nó gây ra lượng direct là 50%. Thì nghĩa là con này nó nhận đam càng to thì nó đánh càng đau đấy, hiểu đơn giản đấy thôi. Rồi thì ba skill này thì nó cứ na ná nhau, nó không có nhiều khác biệt đấy, thì nó cũng như nhau cả, xuyên gua, xuyên barrier, xuyên gua, xuyên dép, xuyên barrier. Thì nói chung ba cái này thì nếu anh em nói chung cái skill này là cái skill bắt buộc nha. Nói chung cái con Freya là nó chỉ đi cùng với cái này là nó mạnh thôi đấy. Ví dụ anh em lấy cái này thì chỉ có đi cùng cái này thôi, tại vì con này nó trâu đi cùng cái này, nó trâu thì nó trâu, nó nhận đam càng nhiều nó gây đam càng nhiều đấy. Rồi tiếp theo là skill lead thứ hai. Tới chỗ này thấy nó sai sai. Nãy bị nói lộn anh em. Thì nghĩa là anh em lấy cái hai cái dòng này này, hai cái dòng tanh này. Thì đến khi đánh thì anh em chỉ có nhận cái này thôi. Còn này là không có nha. Cái này là không có đâu. Ok, chiều này không có. Rồi ví dụ anh em muốn muốn có chiều phụ này thì em phải lấy cái skill sau này. Cái skill sau này thì đây nó ghi sẵn này. Khi mà Pharah bị đánh này hoặc là đánh kẻ địch thì nó sẽ tích một một cái dạng đam đấy, và khi nó đánh thì nó sẽ xả cái lượng đam đấy vào mặt địch thủ đấy. Thì dù lấy cái này thì con này nó cũng lấy cái skill cuối này thôi. Còn nếu như em có quay công chúng thì em lấy tạm ba cái này cũng được. Nói chung lấy tạm thôi. Còn sau này cố gắng lấy cái này. Lý do tại sao thì mình cũng phân tích rồi đó. Rồi tiếp theo. Skill này thì Freya sẽ gây feed đam. Thì khi mà giết được kẻ địch thì khi mà giết được kẻ địch thì con này nó sẽ kích hoạt cái này vĩnh viễn luôn, là khi bất cứ là nó cứ tới lượt là nó đánh luôn, nghĩa là nó biến thành một con warrior đấy. Anh em hiểu đơn giản là lấy cái skill này thì sẽ biến cái con Freya này thành một con warrior khi mà kẻ địch bị giết. Rồi skill cuối thì đơn giản là xóa bút và cầm bút. Cái thời gian cầm bút thì khá là lâu, 18 tuần. Nhưng mà cái này thì nó sẽ không có nói chung meta hiện tại thì nó cũng được, meta hiện tại thì nó cũng ngon. Nói chung cái con skill này thì nó phải lên SS thì nó mới có cái xóa búp này. Thì ở meta hiện tại thì cái skill này cũng xài được. Thì nói chung anh em nào chơi con này thì cứ ưu tiên hai hai cái này trước, hai hai cái này. Mà cái này cũng ngon, nói chung ba này. Nói chung mình thấy cái skill nào nó cũng ngon hết anh em. Thì nói chung mình phân tích cái skill cho anh em xem này anh em. Em thích chơi nào thì em chơi thôi. Thì nói chung ví dụ mà anh em để mà đa dạng vừa công thủ toàn vẹn thì em lấy cái này.
công thủ toàn vẹn. Đây, 1, 2, 3. Còn em muốn thuần công, muốn thuần tấn công luôn á, thì em sẽ lấy hai cái này. Đó, thuần tấn công. Lấy hai cái này. Giết địch thì bao phê luôn, gọi là đám chính gánh gánh tem á. Rồi, thì đó là video phân tích về ba con này. Thì em sẽ biết hiểu về cái skill thì anh em sẽ có cái lối chơi, lối build riêng. Thì mình phân tích thế thì để tránh em sẽ lấy bỏ 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 sót những cái combo ngon, đúng không? Đấy. Thì em quay thì cứ thấy combo nào ngon thì giữ lại. Giữ giữ lại rồi mình tích rồi mình lại quay cái con khác. Nói chung cứ ra combo ngon thì giữ lại trước. Ok chưa? Tại vì cứ nhiều người á, nhiều nhiều người thì nhiều người thì cứ cứng đầu quá, ví dụ như là cứ cứ me me đi quay cái combo này miết thôi. Mà quay miết thì không ra, mà trong khi bỏ bỏ qua những cái combo rất là ngon, ví dụ như combo này chẳng hạn. Hoặc là combo này nó bỏ đi những cái combo ngon mà cứ me me miết cái combo này thì nó lại không đáng. Anh em hiểu không? Đó. Thì ví dụ anh em mới chơi thì đó là mình phân tích những cái combo ngon nhất, ngon nhất. Thì anh em định hướng là anh em chơi tem nào nữa. Ví dụ như chơi tem Maze thì chơi tem Maze thì đó có những skill như này. Skill này đấy. Hoặc là tem Warrior thì lấy cái skill này đó. Đấy. Thì đó là cách build ba con nha anh em. Thì em thấy hay thì cho mình xin một like để mà video của mình nó được sao ta? Kiểu nó dễ được tìm kiếm trên YouTube á. À, được tăng đề xuất à. Đúng rồi, tăng đề xuất á. Thì em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem.